Dạ kính chào cô chú anh chị, hôm nay Nhất Thời Vlog mình đang có mặt tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Nhất Thời sẽ review cái ngôi chợ Bùi Môn. Ngôi chợ này là thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha, để review để cho cô chú anh chị mình xem cái những cái sinh hoạt của người dân ở ngôi chợ này nha, và cái xã Tân Xuân. Thì xin mời cô chú anh chị cùng Nhất Thời sẽ theo chân Nhất Thời để xem những cái sinh hoạt của những cô chú anh chị ở cái chợ Bùi Môn của xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn nha. Và xin mời cô chú anh chị ạ. Thì trước hết thì đây thì cái đầu chợ nha cô chú anh chị. Đi vô thì bắt đầu mình đi vô, trong này thì cái đầu chợ để đi vô. Thì mời cô chú anh chị cùng theo chân Nhóc Thời nha. Thì hôm nay là nói chung là ngày Chủ Nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022. Thì Nhóc Thời sẽ mời cô chú anh chị cùng theo chân Nhóc Thời để xem qua những cái cảnh sinh hoạt của cái đầu tháng 10 như thế nào. Thì hôm nay thời tiết cũng đang có mưa. Thì bây giờ thì đang trời đang đổ mưa rồi nha cô chú anh chị. Thì sáng nay thì Chủ Nhật nhưng mà trời lại đổ mưa. Thì cái gì sinh hoạt buôn bán của người dân ở chợ đây thì hôm nay thì Chủ Nhật thì cái lượng người đến chợ cũng khá là đông. Thì cái chợ này tuy rằng thì nó cũng nhỏ chứ nó không có được lớn lắm, nhưng mà cái lượng người thì cái Chủ Nhật thì nói chung những cô chú anh chị, những người công nhân, thì cái chợ này thường thường là những cái khách ở chợ này là toàn là những cái khách vãng lai. Thì ở đây là những cô chú anh chị là những người công nhân, thường hay đi làm xa quê lên đây cư trú. Và đang thì đây thì thật sự hôm nay thì cái chợ bán rất là nhiều đồ nha. Cái chợ này thì hai bên hàng thì những cái gian hàng, bên này thì bán những cái hàng mỹ phẩm rồi những cái đồ trang trí, những cái sử dụng cụ đồ dùng. Còn bên này thì bán thịt cá đồ ăn. Thì cũng xin cô chú anh chị mình theo Nhất Thời để tham quan những cái buôn bán ở chợ nha. Thì chợ bây giờ thì nói chung thì nó cũng có một cái rất là đông. Thì đây là cái chợ Bùi Môn. Thì cái cảnh sinh hoạt và buôn bán ở đây thì có một cái gian hàng chè thì rất là đông. Thì Nhất Thời cũng có ghé chợ này thì cũng chia sẻ cái cảm ơn chị, thì cũng chia sẻ cái cuộc sống của những cô chú anh chị và những cái sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà thật sự cái chợ này thì nó được vào ngày Chủ Nhật, còn những cái ngày như thứ hai thì tới thứ bảy thì nó rất là vắng, thấy cũng không có được đông lắm nha cô chú anh chị. Thì thì đây thì Chủ Nhật thì bán rất là nhiều đồ. Dạ. Thì bây giờ cái lượng bây giờ là 7:40 thì bây giờ thì người ta đổ về chợ cũng khá là đông. Thì cũng khá là đông nha. Thì cô chú anh chị mình cùng Nhóc Hợi để xem qua những cái hình ảnh mà buôn bán những cô chú anh chị ở cái chợ Bùi Môn vào ngày hôm nay. Thì bây giờ thì cái lượng người ta đổ về chợ cũng khá là đông. Thì bây giờ thì 7:40-45 rồi. Thì những cô chú anh chị người ta đổ về chợ cũng rất là đông để người ta mua sắm để trong ngày sinh hoạt hôm nay nha. Thì ở đây thì nói chung cũng có bán những cái món hàng như cá, tôm, cua. Còn bên kia thì cá khô. Dạ, rất là đông. Đây thì chuyên về cá biển.
Đây thì gian hàng cá biển, tôm, cua, mực, có là cả những cái loại cua biển. Thì rất là bán, rất là đông. Những cái hàng gian này là gian hàng cá nha. Những cái này thì những cái gian hàng cá. Khá là đông nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình xem và cho mình xin một like nha. Sáng hôm nay chợ rất là đông. Rất là đông nha cô chú anh chị. Đây là chợ Bùi Môn, thuộc ấp ấp Chánh, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì buổi sáng hôm nay là chủ nhật. Thì những cái cô chú anh chị là những người công nhân, những người nói chung chợ này là thành ra là những người đi chợ ở đây toàn là những người dân xa phương. Như những cô chú anh chị đây toàn là những như công nhân. Đây thì ra tới cái chợ, ra tới đây thì nó có một cái ngõ ba. Ngõ ba, ở đây thì cái ngõ ba giờ mình sẽ đi tiếp luôn nha. Mình sẽ đi tiếp luôn. Mình sẽ đi tiếp luôn nha cô chú anh chị. Thì bây giờ cô chú anh chị thấy cái lượng người. Bây giờ thì đổ về chợ cũng khá là đông. Thì đây cái đường này là cái đường phụ, sau này là nó phát sinh. Nó phát sinh theo cái ở ngoài đó. Thì cũng rất là đông. Thì cô chú anh chị mình cứ theo dõi, theo chân Nhóc Hợi để coi cái sinh hoạt của bà con ở ấp Chánh, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Cái sự buôn bán nó như thế nào. Thì bây giờ thật sự thì lượng người ngày chủ nhật thì bây giờ 7 giờ rưỡi, hơn 7 giờ rưỡi, 7 giờ 50, 40. Thì những cô chú anh chị, những người công nhân đã đổ về chợ rất là nhiều để mua những cái món ăn để về cho gia đình trong ngày hôm nay. Dạ, cũng rất là nhiều món nha cô chú anh chị. Thì ra đây nó rất là đông. Thì ra đây thì nó ngay cái nhà thờ Bùi Môn nha. Đây thì đường Tân Tiến 6, thuộc ấp Chánh, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Thì ở đây rất là, tại vì cái đường này cũng là sau này đó thì phát sinh, nhưng mà sau này cái đường này nó cũng là một cái đường chính để cô chú anh chị mình đi vô chợ đó. Thì đây thì cái đường này là cái đường chính từ ở ngoài đường đó, đó thì đi thẳng vô trong này là cái đường chính. Thì sau này thì ở con đường này người ta mới phát sinh thêm để người ta bán. Người ta phát sinh thêm để người ta bán. Cái con đường này thật sự thì bên đô thị thì người ta cũng không có cho phép mà bán ra đây, thì nó sẽ ùn tắc và cản trở giao thông nha. Thì mình sẽ đi tiếp tới khúc này cho cô chú anh chị mình xem. Đây thì thật sự nó, đây thì nó, cái này thì sau này thì nó phát sinh thêm. Thì ở đây đông thì do những cái cô chú anh chị người ta đưa những người thân đi chợ, là người ta đứng đây người ta đợi. Thì một cái điểm này nó được cũng khá là nhiều người bài đã bán. Thì đây thì khi đây thì tới con đường này là đường vô chợ nè. Cái đường ở ngoài đó thì những cô chú anh chị mình, đây là cái ngõ tư, thì nó có ba cái con đường đổ về đây để vô cái chợ Bùi Môn này. Tuy rằng cái chợ nó rất là nhỏ nhưng mà cái lượng người người ta đổ về rất là đông. Thì ở đây thì thật sự là những cái gì mà đem tới chợ này vào cái ngày chủ nhật thì đều bán được hết nha cô chú anh chị. Đây thì người dân ở đây người ta sống, người ta rất là chịu mua đồ. Nên khi chủ nhật đến đây thì cô chú anh chị mình nhất nhất định là không ai mà phải không bán được nha.
Thì ở đây thì bà con người ta rất là thích mua những cái món đồ và chịu mua đồ. Đây thì nói chung là những đây hạng đây thì nói chung hạng thương gia rất là nhiều. Thì kính chào cô chú anh chị cái video này. Thì Nhóc Hợi cũng review cái chợ nó quá nhỏ đi. Thì review nó khoảng hơn thời lượng nó hết khoảng 15 phút à. Thì cái video này thì đến đây cũng xin kết thúc. Nhóc Hợi xin kính chúc cô chú anh chị một buổi sáng thật vui vẻ nha. Và hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo. Và chào tạm biệt cô chú anh chị nha.